đúng rồi, chín phần trăm đừng bóc này được ốc này, ốc rồi lên bên trên ốc để thấy cái mu lên trên có đúng không đỡ luôn chứ đúng không tương thú nhà mình nhỏ nhót mà chứ đứng im thôi đã chúng mười thật dẻo à. Chị sửa mấy cái gì đó ngồi lại trưởng Nguyễn Hoàng Phúc và đội trưởng Cá Thương của Đức Phúc.